Hey, kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về số phận con người. Ấn đường nằm ở vị trí giữa hai đầu lông mày, còn được gọi là cung mệnh trong 12 cung tướng mặt. Theo nhân tướng học, nếu như vùng ấn đường của một người chuyển sang màu đen hay là đỏ sẫm, sơn căn thấp lõm, thì chứng tỏ rằng đó là tướng người không may mắn hay gặp chuyện xui xẻo trong đời. Kiểu người này khó mà gánh vác được những nhiệm vụ quan trọng, tốt nhất không nên theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Cách duy nhất chính là tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện. Ấn đường có màu xanh hoặc đỏ, tai họa triền miên. Ấn đường nằm ở vị trí giữa hai đầu lông mày, còn được gọi là cung mệnh trong 12 cung tướng mặt. Ấn đường rộng khoảng 2 ngón tay, được coi là quý, là đẹp. Quan sát ấn đường có thể nhìn thấy tính cách và vận mệnh của một đời người. Nếu ấn đường có nhiều đường vân ngang dọc hỗn loạn, có vết sẹo hoặc là khuyết hãm, lồi lõm bất thường, chuyển sang sắc đen u ám hoặc đỏ sẫm thì chứng tỏ sức khỏe chủ nhân có vấn đề. Ngoài ra thì cho dù bản thân người này có tài hoa đến đâu nhưng ít khi gặp may mắn, trái lại thì thường xuyên gặp xui xẻo tai họa, nhất là khi ấn đường chuyển sắc đen dạng, ra đường phải hết sức thận trọng, chú ý an toàn tính mạng. Nếu đi xa thì không nên đi một mình, cũng không nên giao lưu với người lạ, kẻo sẽ bị hãm hại, rước vận xui vào mình. Tuy nhiên mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn nếu như người này làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, hóa giải vận xui. Người có ấn đường tối tăm, màu xanh thì lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đặc biệt là chú ý khi đi đường, tránh để xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra thì cũng không nên bắt chuyện với người lạ hoặc trò chuyện quá thân mật với người không thân thiết. Người có ấn đường tối tăm, màu đỏ thì lại cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra những chuyện không đáng tiếc do nói lỡ lời gây ra. Thậm chí cẩn thận kẻo để xảy ra chuyện kiện tụng không đáng có. Phúc đường khí sắc kém, không nên kinh doanh. Mối quan hệ giao tiếp của một người chủ yếu biểu hiện ở nội ngoại phúc đường, đại diện cho tài phú của một người. Người có xương gò má nhô cao thường được kế thừa tài sản cha ông để lại, họ sẽ không lo lắng về tiền bạc. Nếu tại phúc đường chỉ thấy xương sẩu gồ ghề thì lại là người có bệnh thích mua sắm. Họ thuộc loại người không thích tiền bạc, miễn là có được thứ mình muốn. Họ có tiền, xong cũng thích tiêu tiền. Nên phúc đường bị tổn thương thì họ rất khó có thể cất giữ được tiền bạc, tốt nhất thì không nên kinh doanh. Nếp nhăn ngang ở đuôi mắt nhiều. Đuôi mắt được coi là vị trí của cung phu thê. Đó cũng là bộ phận biểu hiện sự tốt xấu về mặt tình cảm của con người. Đuôi mắt trơn láng không có nếp nhăn thường là những người hiền hậu, dễ hòa đồng, có cuộc sống hạnh phúc. Còn với những người có đuôi mắt nhiều nếp nhăn thì hay gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, gặp nhiều biến cố lớn trong hôn nhân, tỷ lệ ly hôn khá cao. Không chỉ về mặt tình cảm, những người này cũng thường có công danh sự vất vả không thuận lợi, đặc biệt nếu là phụ nữ thì dễ bất hòa với đồng nghiệp. Họ lại hay bị gièm pha nên dễ vướng vào những rắc rối ngoài ý muốn trong công việc. Khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp. Làm việc gì cũng không thuận lợi, khoảng cách giữa mắt và lông mày rộng thì chính là công việc chật hẹp. Người có tướng mặt như vậy thì vui vẻ yêu đời, kiên trì và nhẫn nại, có thể mua nhà cho mình. Ngược lại, khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp thì lại cho thấy công việc chật hẹp. Người có tướng mặt như vậy tính tình nóng vội, làm việc gì cũng thiếu sự nhẫn nại, chỉ muốn có kết quả ngay, không thích hợp làm những công việc đòi hỏi kiên trì. Tuy nhiên, họ lại có khả năng thích ứng mạnh mẽ, dễ hòa đồng, khiến mọi người đều yêu quý. Chỉ có điều là không thể mua được nhà cho mình, mãi mãi phải ở nhà thuê. Cung điền trạch không tốt cho thấy khó sống hòa hợp với mọi người trong nhà, quan hệ gia đình có thể sẽ rất căng thẳng. Còn như cung điền trạch nổi mụn, có vết sẹo thì giữa các thành viên trong gia đình bất hòa, dễ xảy ra xung đột. Nhìn vào khoảng cách giữa lông mày và mắt là cách nhanh nhất để đánh giá số lượng bất động sản của một người. Nhân tướng học cho rằng khoảng cách giữa lông mày và mắt là cung điền trạch. Nếu cung điền trạch càng rộng thì cho thấy người này càng có nhiều bất động sản. Tai mỏng, bẩm sinh đã ốm yếu.
nhân tướng học có thể phán đoán tình hình sức khỏe của một người thông qua quan sát đôi tai. Người có tai mỏng thường ốm yếu ngay từ khi mới sinh, họ thường xuyên mắc bệnh tật. Có người thì sắc tai u ám, cơ thể không được khỏe mạnh, hoặc là đang mắc bệnh, hoặc là đang có mầm mống bệnh trong mình. Người có sắc tai u ám lại có màu xanh thì chức năng thận không tốt, còn người có sắc tai đỏ khô thì lại cho thấy tim, huyết quản không được tốt, lông mày mọc lộn xộn. Lông mày đẹp hay xấu cũng là một trong những nhân tố đặc trưng biểu hiện đường sự nghiệp công danh của con người. Đặc biệt, những người có đường lông mày chưa cắt lộn xộn thì vô cùng bất lợi. Người như vậy tính cách thường nóng vội, không biết cư xử khéo léo trong giao tiếp với đồng nghiệp nên dễ gặp trở ngại trong công việc. Những người này không hẳn là xấu, đôi khi chỉ đơn giản vì khả năng biểu đạt họ quá kém, lại cộng với tính tình nóng vội nên thường bị thua thiệt. Do vậy, đường công danh sự nghiệp của họ thường không mấy khả quan. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến mệnh chủ tiền không có, luôn gặp xui xẻo, muốn đời sáng hơn cũng khó. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp. Khi có những đặc điểm trên thì vận trình trong năm Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Tốt nhất sẽ không nên kinh doanh, buôn bán. Tuổi Tý. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Tý thì con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh Tý thủy tọa Thái Tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Trong năm Canh Tý, những chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các kỳ thi sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự tăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý trong năm trực Thái Tuế là điều khiến người khác ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm Thái Tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên Tý thủy của tuổi Tý nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội cũng như là đỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân. Mục tiêu đề ra thì cần phải nỗ lực cố gắng, chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết lâm, tử đàn hoặc sưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài, may mắn, bình an. Ngoài ra thì vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lập lại vượng tiến. Tuổi Mão năm 2020. Xem tử vi của tuổi Mão, canh kim độ xuất chính quan Thái Tuế Tý Thủy tọa tại Thiên Ấn. Đây là điềm báo trong năm bản mệnh sẽ gặp được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái Tuế Thiên Ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc chuyển việc cũng sẽ được như ý, khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm Thái Tuế mang đào hoa nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật để đề ra được bình an. Đồng thời, luôn phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để chiêu mời các khí của quý thần. Từ đó, giúp công việc được hanh thông, lộc tài, vượng tiến, bền vững. Tuổi Ngọ. Theo dõi vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ vào năm 2020, con giáp này gặp Thái Tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc tăng lên gấp bội. Tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt.
khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi, căng thẳng nhưng không được khen thưởng, đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự trừng phạt. Ngoài ra, Thái Tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì. Nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Ngọ gặp cục diện xung Thái Tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điềm báo tử vi cho thấy, có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này trở nên gây chuyện với cơ quan hành pháp, chấp pháp, kẻo lại mang họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc. Bạn có thể bị thuyên chuyển công tác, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc vẫn còn khó nói. Biết đâu, đi tới một nơi khác lại là khởi đầu may mắn hơn cho con giáp này. Còn xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Những chú ngựa cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xiểm làm mình nóng giận, bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả về sau. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất. Về tuổi Mùi, xem tử vi sự nghiệp của tuổi Mùi vào năm 2020 do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi tí thủy lộ xuất thiên tài. Đồng thời tí mùi tạo nên cục diện tương hại nên sự nghiệp của tuổi Mùi khó khởi sắc, cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc của bản mệnh phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm. Chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên khiến bản mệnh cần phải cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của Thái Tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính những lúc này là lúc bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Ngoài ra, các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay cũng phải phân rõ việc công và việc tư, không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bên cạnh bạn có người tốt kẻ xấu cùng xuất hiện, vì vậy bạn cần phải có khả năng quan sát tinh tế, nhạy bén để biết ai là người thực sự tốt với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Với những người làm nghề tự do, cần phải xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm thị phi cho chính bạn. Tuổi Dậu. Trong năm 2020, người tuổi Dậu về sự nghiệp thì ở vào thế bị động, thường phải chịu cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, còn thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè, vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, tuổi Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, con giáp này cần tham gia nhiều hoạt động hoặc các loại báo chí, sách vở giúp truyền cảm hứng, thay đổi tâm trạng. Về tổng thể thì tuổi Dậu không được thuận lợi do phải đối mặt với cục diện tí Dậu tương hại. Tí Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của kim Dậu, đồng thời địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, tích tài nạp phúc, tình hóa nghiệp lực gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc bình quang pháp bảo. Con giáp này khó có thời điểm nào được yên ổn làm việc do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Chính vì thế mà dễ vướng phải nhiều rắc rối, bốc đồng, lơ là.
nhiều vấn đề xảy ra khiến cho bạn tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất nên tránh xa những bạn bè xấu lôi kéo, không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc suy nghĩ vu vơ, xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khỏe hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.